rồi mình sẽ quẹo vào, có một chỗ bán bông. Các chị nào gần đây thì có thể ghé mua cũng được nha, bán bông rất đẹp, gói bó bông cũng đẹp, cho nên Tâm Nguyễn rất thích mua bông chỗ này. Và bây giờ mình sẽ ghé đây, chuẩn bị tới rồi, cái hẻm đầu tiên rồi trái ha. Rồi cái tiệm tên gì Tâm Nguyễn không nhớ, để một chút tới thì sẽ ngó thử cho các chị xem. Tiệm bông là Tâm Việt ha. Rồi bông Tâm Việt, mình nghỉ hả chị? Mình nghỉ hả? Ai muốn đặt bông ngày mai lấy được không vậy? Rồi bông hồng mình bao nhiêu bông vậy chị? Hồng 20.000 bông. Mẹ tới 20 lần hả? Dạ. Anh lấy bao nhiêu bông? Tại vì mình tính gói cái bông hồng nó nằm chọn ở giữa đó, rồi xung quanh bó cái bông gì trắng trắng đó. Bi. À bông bi rồi cuốn dạ. Tròn lại thôi. Dạ. Thì nó khoảng mấy bông được? À, tùy anh là 20-30 bông. Hoặc là nếu mà bó nhỏ nhỏ gọn gọn thì 10 bông. À. Tại hồng đợt này nó cũng không có to, nó vừa. Đó, nó nhỏ chút trước thôi. À, cỡ vậy thôi hả? Dạ. Nhỏ nhỏ vậy đó. Anh thích hồng này hay là hồng kem kia? Rồi cái 20 đó là mình tính luôn tiền gói hay là tính sao? Tính tiền giấy gói sao? Vậy hả? Dạ. À rồi, vậy chị bó cho em 10 bông đi ha. Bó bông nhỏ thôi mà cuốn tròn nha. Dạ rồi. Bông hồng tập trung ở giữa, bông bi xung quanh. Dạ, 10 bông dạ. 200.000đ. Dạ. Cái bi là cho bi là 300. Vậy em bó cho anh cái bó đó 350 nha. Luôn tiền bi là 350 dạ, hả? Tiền bi, tiền giấy gói luôn. Mắc còn giả rẻ chứ được không? Rẻ là nhiêu? Bi là hàng nhập của người ta mà. Vậy hả? Ừ, đâu phải hàng Việt Nam mình đâu. Đây nè, bi là hàng nhập của hàng công ty nè, đẹp lắm. Bi là hàng giấy mình về luôn. Bó ba lớn, trăm mấy 200.000 thôi, rẻ thôi. Đúng rồi, tại vì cũng tính bó gọn gọn thôi, làm tiết kiệm thôi, đâu có đâu không có cần nhiều á, nó 300 hơi nhiều quá. Không thì làm khoảng 300. Được, 300. 300 hả? Luôn bông bi phải không? Dạ đúng rồi, bi giấy gói luôn á, đó là tính là giá hữu nghị danh luôn rồi đó. Hình như năm nào cũng đặt phải không? Đúng rồi, năm nào cũng đặt hay mà. Rồi thôi, vậy là mình đi sáng mai khoảng 6 giờ rưỡi giá lấy được không? 6 rưỡi được. 6 rưỡi hả? Ờ, 6 rưỡi khoảng 7 giờ á. Dạ rồi. Tại vì lấy xong đi làm luôn. Được. Mình công chữ không? Không chữ gì hết trơn. Ờ khi gói cuốn tự tặng. Đúng rồi. Anh đến đây lấy. Đúng rồi, mình lên lấy luôn. Sáng mai khoảng 6 rưỡi 7 giờ tại HTV. Cho em xin anh tên gì ạ? Tên Tâm. Vậy là Uyên nó bó. Dạ đúng rồi, bó tròn nha. Nhớ không dạ, nhớ bông hồng tròn giữa bông bi xung quanh, cuốn tròn đơn giản thôi, không cần ở dưới cái cuốn cái ruy băng nữa là xong rồi. Năm nào như có bó vậy chứ. Rồi xong đặt cọc hay gì đó. Hồng đỏ chính giữa bi xung quanh, xong rồi ở dưới là cho cái nơ thôi. Đúng rồi. Không cần giấy gói bên ngoài. Có cần cái giấy dầm 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 ngoài không? Giấy kiến cũng được rồi. Thôi giờ giấy kiến rồi, không cần nhẫn. Nói chung là bó dặn đẹp đẹp cho anh đi. Dặn gì vậy? Dặn Uyên đây. Rồi thì nhảy vậy đi, có gì mình dặn hết xong. Bó hoa hồng 10 bông cộng bi tròn. Anh dặn chi tiết gì á, ghi vô cho anh. Ghi chẳng cái biên nhận bé.
À, rồi cái 900 nữa ha. Dạ. Đặt cọc 100. Đúng sao gửi ra lấy nha. Dạ. Sao gửi đi. TV là gì vậy? Tại công ty, Wow, tâm gì? Bông hồng bữa nay là tới 20.000 một bông nha anh chị. Tâm Nguyễn vừa đặt cái bông đó là 10 bông. Rồi kèm luôn bi và gói cho mình. Rồi. Sáng mai mình sẽ ghé lấy bó bông và sẽ tiếp tục quay cho các chị xem. À, xin chào tất cả các chị và các bạn. Hôm nay là 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân ha. Và Tâm Nguyễn sẽ đi lấy cái bó hoa mà hôm qua Tâm Nguyễn đã đặt trước. Thì hôm qua có đã có quay video, nhưng do bị cái nắng mặt trời phía trước mặt cái máy quay nên nó bị tối. Nên hôm nay phải quay lại cái đoạn đường này. Rồi bên tay trái anh chị có thể thấy đó là cầu vượt cây gõ ha. Bây giờ nếu anh chị muốn lại cái chỗ cái tiệm bán hoa này thì anh chị đi hướng từ vùng Minh cây gõ tiến về cái vùng Minh Phú Lâm, và trước khi anh chị lên cầu ông Vuông, anh chị sẽ gặp một cái con đường nhỏ bên tay phải, đó là đường 762. Anh chị sẽ quẹo vào đường nhỏ đó, và ngay cái con hẻm đầu tiên anh chị sẽ quẹo trái. Đây là tiệm hoa tên là Hồn Tâm Việt. Rồi bây giờ sẽ đi ha. Đó phía trước mặt anh chị đó là sắp tới đó là cái cầu ông Buông, quận 6. Bên đây là phường 1, quận 11. Rồi đó, ngay các bạn chỉ dẫn xanh xanh đó là cái đường 762 đó, người ta không có để, nhưng mà anh chị có thể dò cái địa chỉ tới 762 thì mình quẹo phải vào ha. Trước ngay đầu hẻm này nó có bán buổi chiều có bán mì vịt tiềm hoặc cháo lòng là rất là ngon anh chị. Rồi mình sẽ quẹo vào, và ngay khi có tới cái ngã ba đầu tiên mình sẽ quẹo trái ha. Cái này hoa này thì Tâm Nguyễn đã đặt trước ngày hôm qua rồi, hôm nay là chị ghé lấy thôi. Đây ngã ba đầu tiên này mình sẽ quẹo chứ, chứ đó cũng cái chùa đó cũng không nổi tiếng nhưng mà cũng rất là nhiều người đi ha, thấy rất là đông người gọi là gì đó, Phật tử ha. Phật tử. Đây tiệm hoa Hồng Tâm Việt, chỗ này là hôm qua là Tâm Nguyễn là đặt trước rồi, giờ chỉ vào lấy thôi.
khá là nhiều hoa. Cho mình lấy cái bó hoa không vô. Rồi. Lấy cái bình nhận. Có cái bịch bự bự không cho mình. Lấy cái bọng. Treo xe mới chạy được. Có cả cái dít cho anh xin cái cặp dít luôn. Buông ha. Dạ buông. Đó. Ừ. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Đây có phiếu nè. Lấy phiếu. Đó. Đang ghi gì đó nha. Rồi, gửi tiền xong rồi ha. Rồi, rồi, rồi. Hoa công việc ha. Bó bông của mình ha. Rồi, anh để đây không? Bó bông. Rồi, giờ đi về thôi ha. Đặt sẵn thì chỉ việc ghé lấy ha. Cho nó nhanh. Chứ còn mà chưa đặt sẵn mà phải lên đây ngồi đợi gói nữa là lâu lắm anh chị. Thì năm nào là Tâm Nguyễn cũng phải đặt trước là về tặng cho bà xã mà phải tặng một cách bất ngờ á, đưa về và vợ vợ không hay á. Trước mặt các chị đó là cái cầu ông Buôn ha, và Tâm Nguyễn sẽ xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn các chị đã theo dõi video của Tâm Nguyễn. Chúc các chị có một ngày lễ tình nhân thật lắm cúng nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.